Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu giường nệm thú và combo ghế hạ sốp bên mình cho các bạn xem nhé. Đây, mẫu giường nệm thú mình đang quay cho các bạn là mẫu Doraemon nhé các bạn. Kích thước là 1m1x1m6 nhé. Dáng đầu bông thân mút nhé, rất chi là đẹp. Dáng này lên rất chi là sai nhé các bạn. Và hàng của bên mình là hàng handmade nhé, được may rất chi là tỉ mỉ nhé. Các bạn có thể tháo ra giặt được rất chi là tiện lợi. Ngoài ra gối vuông, gối dài này thì các bạn có thể kết hợp mua cùng hoặc không mua cũng được nhé. Còn đây là ghế hạ sốp size L bên mình. Lại nhỡ 1m290 nhé các bạn. Có gối này, có đôn đầy đủ nhé. Và ghế lớn thì tùy nhu cầu các bạn, các bạn có thể mua combo là mua rời đều được nhé. Thì mình tiện mình làm video quay cho các bạn để các bạn tham khảo mẫu mã cũng như hình dung sản phẩm bên mình thôi. Đấy, rất chi là xinh nhé các bạn. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì cứ inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn.